Thưa quý vị, mỗi khi trời mưa, 77 hộ dân sống tại khu vực đồi Phú Sơn, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thuộc dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất ven quốc lộ 20 phải dắt giữa nhau ra trước nhà ngồi vì sợ đất đã có thể đổ ập xuống, đè sập nhà bất cứ lúc nào. Sau đây là ghi nhận mới nhất của chương trình tin nhanh Quảng Nam 365 về thực trạng này. Điều đáng nói là tại điểm nóng sạt lở này, vào năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chủ trương đầu tư giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư để thực hiện dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở. Thế nhưng 4 năm trôi qua, người dân sống tại đây vẫn hàng ngày đối mặt với nỗi lo đất đá có thể đổ ập, đe sập nhà bất cứ lúc nào. thật ra cuộc sống cũng ở đây bóp bình lắm, đó, nước nào, đất nào đó, lỡ vào nhà đó, coi vào đây này vợ chồng như khi tối mưa ra kia ở mà đâu dám ở trong này đâu. Lần gần nhất là vụ sạt lở xảy ra gần một tháng trước, khối đất đá từ trên đồi Phú Sơn đã đổ ập xuống và đè sập, hư hại ba căn nhà dân nằm dưới chân đồi. May mắn là đã không gây ra thiệt hại nào đáng tiếc về người. Theo tìm hiểu, dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất ven quốc lộ 20 do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư và đã khởi công vào tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, ngay từ đầu khi thực hiện dự án, công ty Minh Minh Đạt đã không đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế. Thay vì phải bạc mái đồi để chống sạt lở, thì công ty lại khoét sâu vào chân đồi, gây ra hiện tượng đất sạt, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân sống dưới chân đồi. Thậm chí khi Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú kiểm tra, giám sát cũng đã từng phát hiện đơn vị thi công này đã thi công vượt ra ngoài ranh theo hồ sơ thiết kế được cấp phép. Dù vậy, đến nay, công ty vẫn chưa bị xử phạt lại còn được gia hạn dự án đã hai lần để khắc phục. Là mưa đất đá thì nó chế độ xuống yếu là đá không chứ không có đất nữa. Nó sạt lở xuống đây rồi nhiều khi nó sẽ ra tới ngoài đường và ảnh hưởng coi như là cái cống thoát nước của đường rồi ngập nước sẽ tràn qua đường bây gây Mỗi lần mưa là gây ảnh hưởng giao thông mỗi lần xe cộ đi qua lại nhất là sợ nhất là những mùa học học sinh đã đi học nghe học sinh học rất là nguy hiểm. Theo ghi nhận tại hiện trường có thể thấy phần đất đã được lấy đi chỉ còn phần sườn đồi nham nhở trơ đá nên chỉ một trận mưa lớn thì những phần đất đá ở trên cao sẽ dễ dàng bị trôi tuột xuống những ngôi nhà bé nhỏ bên dưới đổ tràn ra mặt đường tuyến quốc lộ 20. Nhiều hộ dân sinh sống dưới chân đồi Phú Sơn đang mong mỏi dự án chống sạt lở sẽ được thực hiện đúng tiến độ như cái tên dự án là cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất ven quốc lộ 20.